Ôi, chúng mình đã đến với tầng mới ngày hôm nay. Đây chính là tầng 6 của cái gì nhỉ? Một căn. Tưởng tượng sau này mình ra đây mình ngồi mình. Ui, chiều thế. Quẩy này chỗ này buổi chiều lên đây. Chiều. Sân bàn cà phê cà phẩm. Nhưng mà em thấy là họ đang sửa lại trông mới nhỉ? Bây giờ đi bắt đầu thôi. Mọi người xuống đi. Mọi người xuống đi. Mọi người xuống đi. Mọi người xuống đi. Mọi xuống này không? Ôi. Ôi. Em kéo cái 0.5x trông rộng quá. Đây mình phải đứng góc này. Ui, trông bà là phết. Đấy, đây là tầng 5 đúng không anh? Đây là tầng 5. Ui. Ủa, tầng mấy à? Tầng 5. Có nhà vệ sinh ở từng tầng luôn. Mỗi tầng này nhà vệ sinh lên. Đây, ra bật quá, đây là đèn. Ui, xin ghê. Ui, bồn cầu. Ui, tắm các thứ đi trên, đi dưới có hết. Trong đấy có hai vệ sinh, có hai vệ sinh luôn, hai vệ sinh mới toanh. Ôi, thoải mái không mùi. Hai nhà vệ sinh, nước nóng các thứ đầy đủ. Tắm rửa luôn. Chiều đó phải đi bên kia đó. Hai nhà vệ sinh, đây là giếng trời, giếng trời cho thoáng. Rồi cho nó thoáng nhà, nó thông không khí nó vào nhà. Chắc tầng này cũng xem đúng không? Cũng xem mình sắp đặt như nào. Tầng này cũng giống tầng này đúng không?